Nhận biết từ hình thức bên ngoài, người dân quan sát thái độ, cách thể hiện, tư thế, lễ tiết, tác phong. Đối tượng giả danh công an luôn cố tình để lộ một phần trang phục, khoe công cụ hỗ trợ như khóa số 8, dùi cui, súng, cố tình để người khác thấy giấy chứng minh công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng công an nhân dân. Gợi mở để đối tượng nói thật nhiều về lĩnh vực công tác công an. Người dân cần phải khéo léo gợi mở để họ nói về lĩnh vực công tác của mình như điều kiện tuyển dụng vào ngành công an, đơn vị hiện tại, địa chỉ ở đâu, chức vụ, nhiệm vụ hiện đây là gì. Nếu nghi ngờ có thể tạo lý do hợp lý để chụp ảnh đối tượng, ghi âm lời nói để làm bằng chứng đối chiếu hoặc tố giác với cơ quan công an. Phân tích tổng hợp đánh giá. Người dân cần phân tích các thông tin cơ bản mà đối tượng nói, đã kể, rút ra những thông tin đúng, thông tin sai sẽ đánh giá được đối tượng có phải giả danh công an hay không. Đối chiếu, kiểm tra. Từ việc phân tích tổng hợp thông tin do đối tượng cung cấp, kết quả quan sát, đánh giá, tư vấn của người trong ngành công an, người dân có thể dùng để đối chiếu, kiểm tra, xác định đối tượng có hành vi giả danh công an. Để nhận biết đối tượng giả danh công an, tránh bị các đối tượng lừa đảo, người dân cần tìm hiểu những thủ đoạn phổ biến của các loại đối tượng này. Bởi hiện nay, nhiều đối tượng, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, diễn biến phức tạp với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Công an tỉnh Hậu Giang đưa ra cảnh báo đến người dân, nhưng hiện đây vẫn còn trường hợp trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Đến cơ quan công an trình báo. Người đàn ông này cho biết sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại của đối tượng tự xưng là công an yêu cầu anh cài đặt app VNEID thông qua đường link do các đối tượng gửi. Khi làm theo hướng dẫn, anh phát hiện điện thoại của mình bị thay đổi phông chữ, loạn cảm ứng, tài khoản ngân hàng không thể đăng nhập. Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời nên không bị mất tiền. Sau khi kết bạn Zalo thì bên tài khoản Zalo đó mới gọi hướng dẫn gọi video call nhưng mà họ tắt màn hình. Mấy hướng dẫn tôi là truy cập vào Google, vào một đường link rồi tải xuống một cái ứng dụng. Nhưng mà khi vào truy cập vào đó thì tôi cũng nghi ngờ, tôi cũng hỏi lại là theo như được biết đó, là truy cập định danh bước 2 là phải đến cơ quan công an. Nhưng mà đối tượng cứ bảo là hiện nay đội công an sẽ hướng dẫn người dân qua điện thoại luôn, không cần người dân đến trực tiếp công an nữa. Biết bản thân bị khoanh nợ xấu, nên khi được một đối tượng hứa hẹn giúp xử lý, người đàn ông đệ không hề nghi ngờ. Ông cung cấp hình ảnh căn cước công dân và một số thông tin cá nhân khác. Lợi dụng điều này, đối tượng với nhiều app trên không gian mạng. Cô không có lấy tiền lấy gì chứ á, mà cô không có ký nhận gì chứ á, nó chỉ là chụp hình nghiêng qua nghiêng lại vậy đó, rồi trước sau, rồi nó lấy thông tin của tôi là chụp chứng minh căn cước. Thì khoảng 2 tuần lễ là nó bắt đầu là có người gọi vậy đó, hỏi ở phải anh tên đó không, rồi anh có dây cái khoản nợ là bao nhiêu tiền. Rồi cứ vài bữa là có một cái bên ngân hàng nó điện vậy đó, rồi nó đăng hình tôi lên tùm lum chân á. Thì bây giờ tôi mắc cỡ quá, tôi không dám đi đâu chứ, tôi cũng không có làm ăn gì được với ai chứ á. Trong năm qua, Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố 12 vụ, bắt xử lý 52 đối tượng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, khởi tố 5 vụ với 5 bị can, số tiền lừa đảo trên 500 triệu đồng. Để tránh sập bẫy kẻ xấu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo, người dân cần thực hiện quy tắc 4-0, gồm không sợ khi nhận được thông tin đe dọa, không tham khi có thông báo nhận quà hoặc việc nhẹ lương cao, không kết bạn với người lạ, không chuyển tiền khi chưa xác định đúng người thân quen. Thực hiện hai phải là phải bảo mật thông tin gồm hình ảnh, thông tin thẻ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng. Phải tố giác ngay khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ là giả mạo, lừa đảo. Đối tượng sử dụng là SIM rác, tài khoản ngân hàng là tài khoản không chính chủ hoặc là tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Chỉ cần là kiểm soát được cái SIM rác, rồi tài khoản ngân hàng không chính chủ thì sẽ kiểm soát được cái tình trạng lừa đảo trên không gian mạng nói riêng và tội phạm mạng nói chung. Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất đó là trao đổi với người thân hoặc báo chính quyền địa phương. Tội phạm trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn không biên giới. Người dân cần tỉnh táo và bảo vệ các thông tin dữ liệu cá nhân. Khi phát hiện thông tin của mình hoặc người thân bị lộ lọt, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn, xử lý theo quy định.